Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách ngắt đọt mớp để cho cây mớp mình nó nhiều trái và nó khắc phục cái tình trạng là nó ra nụ mà nó không đậu trái, người ta gọi là bị dợp các bạn. Thì cây mớp của mình tính từ lúc gieo hạt đến hôm nay là được 18 ngày các bạn. Khi mình gieo hạt vào cái bầu được 6 ngày thì mình trồng vô cái thùng xốp này được 12 ngày, thì tính đến hôm nay là được 18 ngày. Thì hôm nay mình sẽ ngắt đọt lần đầu tiên. Thì mình ngắt đọt mình chừa lại 7 cái lá thật các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi mình sẽ ngắt ngang đây. Mình ngắt đọt cây mướp này xong thì cây mướp nó sẽ ra chèo. Thì lúc đó mình sẽ chọn lại ba cái chèo mập khỏe. Sau khi mình ngắt đọt cây mớp được 6 ngày thì nó ra những cái chèo rồi các bạn. Thì hôm nay mình tuyển chọn chèo, mình chừa lại một cây ba cái chèo mập khỏe. Thường thì những cái chèo ở cái phần ngọn nó phát triển mạnh hơn những cái chèo ở sát gốc. Rồi mình sẽ tuyển chọn những cái chèo nó ốm yếu ha. Những cái chèo ở sát gốc nó ốm yếu thì nó ít cho trái thì mình bỏ. Rồi bây giờ một cây còn lại ba cái chèo các bạn. Sau khi mình tuyển chọn một cây vậy còn ba cái chèo mập khỏe. Thì hôm nay cái chèo này nó được 7 lá thì mình ngắt đọt tiếp các bạn. Đây cái dấu hôm trước mình ngắt ở đây các bạn. Nó ra cái chèo nè. 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, 5, 6, 7 thì mình sẽ ngắt ngang đây. Bây giờ trên cái chèo này mình sẽ chọn tiếp ba cái chèo các bạn. Thì ba cái chèo đó nó sẽ bắt đầu cho nụ hoa cái. Sau khi mình ngắt đọt cây mớp lần thứ hai thì mình tuyển chọn ba cái chèo, thì trên những cái chèo này á nó bắt đầu cho trái nè các bạn. Đây là cái chèo của nó nè, nó bắt đầu cho trái nè. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ngắt đọt trên cái chèo này vì cái cây mớp á nó phát triển cái phần đọt rất là mạnh. Nếu mà mình không ngắt cái đọt á thì nó cái trái, những cái trái mà ở xa cái đọt cái ngọn á nó có thể bị dợp và không đậu.
Bởi vậy mình ngắt cái đọt này để tập trung chất dinh dưỡng nuôi những cái trái. Thì mình đếm khoảng 3 trái các bạn. 3 cái trái thì mình sẽ ngắt đọt. 2 3 mình sẽ ngắt ngang đây. Mình ngắt để tập trung chất dinh dưỡng nuôi những cái trái này. Và trên những cái nách lá này các bạn thì nó tiếp tục cho những cái chèo mới nữa. Và trên những cái chèo đó thì nó cũng cho trái tiếp tục, thì mình cũng tiếp tục ngắt những cái đọt trên những cái chèo đó.